Môi trường làm việc thì luôn căng thẳng, và thành thực mà nói thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những ngày là bước ra khỏi văn phòng với cái tâm trạng tồi tệ. Nhưng mà nếu như cái tần suất lo lắng, cảm thấy tồi tệ của chúng ta nó ngày một nhiều hơn, dày đặc hơn thì có khả năng là sức khỏe tinh thần của chúng ta đang gặp vấn đề. Và nếu để lâu ngày thì nó có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là mình bị trầm cảm hay là mắc chứng lo lắng thái quá. Vậy thì đã đến lúc chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình nhiều hơn. Và trên app sách tinh gọn của NNT Studio thì có một quyển sách cung cấp rất là nhiều kiến thức thú vị về cái chủ đề này. Đó là quyển Sức khỏe tinh thần nơi công sở. Và sau khi đọc cuốn sách này thì bản thân bạn và cả tổ chức của bạn sẽ biết chính xác thì sức khỏe tinh thần nó là cái gì và làm thế nào để chúng ta bảo vệ nó, để cho nó tốt hơn, để hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là làm việc hiệu quả và sống hạnh phúc hơn. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phân tích cuốn sách này. Hạnh phúc nó thường có mối liên hệ chặt chẽ với thể chất. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi mà cả cơ thể và tâm trí của chúng ta đều khỏe mạnh. Vậy thì rốt cuộc một tâm trí khỏe mạnh là một tâm trí như thế nào? Tâm trí khỏe mạnh là khi bạn cảm thấy thoải mái trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ đến tức giận hay thậm chí là buồn bã, và cũng đồng thời thoải mái thể hiện những cái cảm xúc này. Vậy thì tâm trí khỏe mạnh nó có tác dụng gì? Thứ nhất là nó cho phép bạn phát huy hết cái tiềm năng mà không bị kìm hãm bởi những suy nghĩ, cảm xúc hoặc là hành vi của chính mình. Cái thứ hai là nó mang đến cho bạn nhiều mối quan hệ tích cực hơn, và khi bạn cảm thấy có quá nhiều vấn đề căng thẳng thì chính những mối quan hệ này sẽ giúp đỡ bạn, sẽ an ủi bạn và hỗ trợ bạn khi bạn cần. Vậy thì biểu hiện của một tâm trí không khỏe mạnh là như thế nào? Theo một nghiên cứu thì ở Anh cứ 4 người thì có một người đã từng hoặc đang mắc những bệnh về tâm lý. Dù vậy thì gia đình, bạn bè, thậm chí là chính bản thân họ cũng không hề nhận ra là họ đang bị mắc bệnh tâm lý, bởi vì đơn giản là họ không biết những cái biểu hiện của nó. Có một số biểu hiện điển hình của một tâm trí không khỏe mạnh. Thứ nhất là chúng ta thường cảm thấy đau khổ và khó chịu hơn mức bình thường, hay khóc, tâm trạng thay đổi đột ngột mà không có lý do rõ ràng, hoặc là chúng ta nhận thấy bản thân mình đang cư xử với người khác một cách hung hăng. Một triệu chứng khác cũng khá phổ biến, đó là bạn không còn thích giao lưu với người khác và không thích làm những việc mà mình từng thích trong quá khứ. Một biểu hiện nữa đó chính là khó ngủ đến mức kiệt sức, và bạn cũng có thể gặp phải những cơn đau nhức cơ thể mà không rõ cái nguyên nhân. Thật không may thì những cái biểu hiện tâm trí không khỏe mạnh này nó thường xuất hiện sau một thời gian bạn chịu đựng ở môi trường công sở, và nơi làm việc chính là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho nhiều người cảm thấy căng thẳng, thậm chí đến mức trầm cảm và lo lắng thái quá. Theo bạn thì điều gì làm cho một cái công việc nó trở nên tuyệt vời? Có người nói đó là mức lương cao, có người nói là cái cơ hội thăng tiến, cũng có người đơn giản hơn, họ nói là một cái môi trường mà sếp vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện thì đó là một cái môi trường tuyệt vời. Thật ra không có một cái công thức chung hoàn hảo nào khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng 100% về công việc, về cái môi trường làm việc của mình. Nhưng mà về cơ bản thì một cái môi trường làm việc lành mạnh nó phải đáp ứng được 5 tiêu chí thế này. Thứ nhất là yêu cầu của công việc. Nói chung bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi có thể đáp ứng được những yêu cầu của công việc mà mình đang đảm nhận. Cụ thể là bạn hài lòng về môi trường làm việc, có thể đối phó với những nhiệm vụ và có khả năng giải quyết khối lượng công việc được giao. Yếu tố thứ hai đó chính là mức độ mà bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát được cái công việc. Sức khỏe tinh thần tốt có nghĩa là có một cái mức độ tự chủ nhất định để bạn thực hiện những cái nhiệm vụ và những cái hoạt động của mình tại nơi công sở. Thứ ba là các mối quan hệ tích cực ở nơi làm việc. Bạn thường xuyên xung đột, bạn thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp thì chắc chắn là bạn không thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ được. Thứ tư là bạn cần hiểu đầy đủ về vai trò cụ thể của mình trong một tổ chức. Bạn phải biết là các vấn đề có nảy sinh khi bạn không hoàn thành được công việc của mình hay không. Bạn phải biết là cái công việc của mình nó có giá trị như thế nào trong tổ chức, và cuối cùng mình là ai trong cái tổ chức này. Và yếu tố thứ năm đó là những thay đổi trong tổ chức. Những thay đổi trong tổ chức như là thay đổi ban lãnh đạo, thay đổi sếp, hay là thay đổi một người đồng nghiệp thân thiết, họ đột nhiên họ nghỉ việc thì cũng có thể tác động đến cái sức khỏe tinh thần của chúng ta. Và nếu chúng ta cân bằng được cả năm cái khía cạnh này
thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi đi làm. Và nếu như một trong năm khía cạnh này nó không được đáp ứng thì có khả năng cao ban đầu chúng ta chỉ cảm thấy khó chịu một chút, nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng, lo lắng và cuối cùng là cái sức khỏe tinh thần của mình nó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như chúng ta đã nói ngay từ đầu thì đa phần những cái căng thẳng, những cái lo lắng của bản thân mình nó xuất phát từ cái môi trường công sở, từ cái nơi làm việc. Vậy thì rõ ràng là ông chủ của các công ty phải có trách nhiệm đối với nhân viên của mình. Và cái việc quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của nhân viên nó cũng vô tình thúc đẩy cái hiệu suất làm việc và cuối cùng thì công ty cũng được hưởng lợi. Vậy thì những ông chủ trong các công ty họ phải làm như thế nào? Điều đầu tiên là họ phải hiểu được nhân viên đang có những cái cảm xúc và suy nghĩ như thế nào. Chúng ta biết nhân viên đang nghĩ gì thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Và bước đầu tiên là hãy tìm hiểu về cái mức độ hạnh phúc của họ khi mà họ đi làm. Đơn giản là có thể hỏi trực tiếp, có thể cho họ điền vào những cái bảng hỏi. Và từ đó chúng ta có thể xác định được rốt cuộc thì những cái yếu tố nào nó đang tác động trực tiếp đến cái hạnh phúc của nhân viên ở nơi công sở. Môi trường văn phòng quá chật chội, không có máy điều hòa quá nóng hoặc là đồng nghiệp xung quanh quá ồn ào. Chúng ta phải biết thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Thứ hai là chúng ta nên thúc đẩy một cái văn hóa cởi mở xung quanh cái vấn đề sức khỏe tinh thần nơi công sở. Đầu tiên, đó là chúng ta có thể dán những cái affix ở cái vị trí dễ thấy nhất để nhân viên mỗi khi bước vào thì họ có thể nhìn thấy và họ biết là công ty sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng giải quyết vấn đề cho mình. Bạn cũng có thể đăng một vài cái thông tin về sức khỏe tinh thần lên cái trang web nội bộ của công ty để mọi người cùng đọc. Và còn một vấn đề nữa, đó là thực chất có rất nhiều nhân viên họ đang gặp vấn đề nhưng mà họ không nói bởi vì họ ngại chia sẻ. Và cái nhiệm vụ của bạn phải là phá vỡ cái sự im lặng trong tổ chức của mình. Đơn giản thôi, lãnh đạo phải là người lên tiếng trước. Bạn có thể chia sẻ về những cái ký ức, những cái cảm giác của mình trong quá khứ khi mình còn là nhân viên, khi mình bắt đầu đi làm trong môi trường công sở. Bạn cảm thấy căng thẳng, bạn cảm thấy lo lắng như thế nào? Và khi người nhân viên họ cảm thấy là sếp có thể thoải mái nói về vấn đề này thì tất nhiên dần dần họ cũng sẽ thoải mái chia sẻ để cùng nhau giải quyết vấn đề. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một cụm từ mà chúng ta nghe thường xuyên trong cái thời buổi hiện tại. Bởi vì có quá nhiều người đang bị cuốn vào cái guồng xoay công việc đến nỗi mà không thoát ra được và không có thời gian dành cho bản thân mình luôn. Nhưng mà cái cốt lõi của sự cân bằng ở đây á là chúng ta phải có đủ thời gian dành cho những cái nhu cầu sở thích cá nhân, đồng thời chúng ta phải tuân thủ theo những cái cam kết trong công việc. Những cái điều rất là đơn giản bình thường như là dành thời gian cho gia đình, bạn bè, dành thời gian để thực hiện những sở thích của mình như là nấu ăn, nghe nhạc, đọc sách hay là tập thể dục, nó có vai trò rất là quan trọng. Bởi vì chính những điều này nó giúp bạn có thêm cái động lực để chúng ta đối phó với những căng thẳng ở môi trường công sở. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào dành trọn vẹn thời gian cho bản thân mình mà quên đi cái nhiệm vụ, cái công việc của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không hoàn thành thì có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình công việc của những người khác trong tổ chức. Một cách để chúng ta cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đó là hãy đặt ra cái giới hạn về thời lượng làm việc trong một ngày. Bởi vì các nghiên cứu đã cho thấy là cái mức độ căng thẳng của bạn nó sẽ tỷ lệ thuận với cái số giờ mà bạn làm việc. Chính vì vậy mà khi chúng ta bước vào văn phòng, chúng ta hãy cố gắng tập trung, dành hết cái năng lượng để giải quyết công việc trong một cái khung giờ nhất định nào đó. Và ở những công ty truyền thống thì chúng ta hãy giải quyết công việc ngay đúng cái thời điểm mà chúng ta được đi về. Còn ở những công ty theo mô hình hiện đại thì thậm chí là bạn có thể ra khỏi văn phòng trước cái giờ quy định để bạn làm một cái công việc khác, gặp gỡ bạn bè, đi cà phê và quán cà phê làm tiếp công việc đó. Khi mà thay đổi môi trường thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn và khi thoát ra được cái không gian đó thì bạn sẽ bớt căng thẳng hơn. Và một cách khác rất là hay đó là chúng ta hãy viết ra danh sách những nhiệm vụ còn tồn đọng trước khi chúng ta rời khỏi văn phòng. Tại sao phải làm như vậy? Bộ não của chúng ta được thiết lập để liên tục suy nghĩ về những hoạt động chưa hoàn thành. Và hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Zeigarnik. Điều này khiến cho công việc và cuộc sống của bạn cứ luôn bị lẫn lộn. Vì cho dù bạn có rời khỏi văn phòng về nhà thì bạn vẫn luôn nghĩ về nó.
Thậm chí là khi ăn cơm, khi nói chuyện với người khác, bạn vẫn nghĩ về nó. Và khi chúng ta viết ra một danh sách những việc còn tồn đọng thì tâm trí của bạn nó sẽ ngừng nhắc nhở. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thoải mái để tận hưởng một cái buổi tối bình yên. Và cuối cùng, chúng ta hãy thay đổi cách sử dụng thời gian di chuyển của mình. Thông thường khi mà di chuyển thì chúng ta thường hay nghĩ mông lung, mơ hồ, nghĩ về những cái công việc ở công ty đến nỗi mà mình cảm thấy là cái ngày làm việc của mình nó kéo dài ra. Chính vì vậy mà nếu bạn di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng như là xe buýt hay là taxi thì bạn có thể nghe nhạc, đọc sách hoặc là nghe podcast trên cái đường mình di chuyển 30 phút hoặc là 45 phút. Bạn thư giãn hơn, thoải mái hơn, đừng suy nghĩ nhiều về công việc nữa. Tất nhiên nếu đi xe máy thì điều đầu tiên là hãy đảm bảo lái xe an toàn và cẩn thận để giữ gìn sự an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Thực ra bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ trải qua những cái vấn đề căng thẳng trong cuộc sống và công việc. Đây là một điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh, ngồi lại suy nghĩ. Hãy phân tích xem là rốt cuộc những cái tác nhân nào nó đang tác động đến mình, khiến cho mình cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Từ đó chúng ta tìm cách giải quyết. Và mục tiêu cao nhất là hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Còn nếu như bạn đang là một ông chủ, một nhà quản lý, thì chúng ta hãy nhớ là nếu nhân viên hạnh phúc thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và đóng góp cho công ty nhiều hơn. Đừng quên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên. Và nếu các bạn hứng thú với nội dung cuốn sách này thì có thể lên app Sách Tinh Gọn để đọc trọn vẹn nội dung tinh gọn của nó và đọc thêm một số cuốn sách nói về cái vấn đề môi trường làm việc, môi trường công sở. Còn nếu các bạn chưa tải app thì có thể lên App Store hoặc CH Play để tải app về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.